Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Em tên là Nam ở Thái Bình. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu của cái đôi đèn hậu. Cái đèn hậu này thì nó có các kích thước đo đường chéo là 23 cm, chiều ngang là 20 cm, đo chiều ngắn nhất cũng là 20 cm. Đấy. Cái đèn hậu này thì nó có thể bố trí vào vị trí bo góc hoặc là vị trí mặt phẳng đều được. Đèn thì có đủ các chức năng: đèn phanh, đèn pha, đèn lùi và đèn xi nhan. Đấy. Đây là tổng thể một cái bộ nó như này. Đây là đèn led là sử dụng 12V, có 4 chân ốc ở đằng sau này. Sau đây em sẽ thử cho các bạn là cái độ sáng của nó như thế nào để các bạn cùng theo dõi nhé. Test thử độ sáng của cái mẫu đèn hậu, đèn led. Đèn này có đủ các chế độ này, đèn đây là chế độ đèn lùi này. Đèn lùi thường có là màu trắng, xi nhan này, xi nhan màu vàng, đèn pha, và đèn phanh. Đây, đèn phanh thì bao giờ cũng đỏ hơn này. Đấy. Còn đây là đèn pha, đèn bật pha ban đêm đây, đèn phanh đây.